Việt Nam chuẩn bị tình huống xấu nhất với Trung Quốc, tin từ Hà Nội. Cộng sản Việt Nam tiến gần hơn đến kiện Trung Quốc và chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất nếu bị Bắc Kinh trả đũa bằng cách đánh đòn kinh tế, một tình huống có thể xảy ra sớm nhất. Hôm thứ Tư ngày 2 tháng 7 năm 2014, Báo Đất Việt thuật lời ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Nên loan báo nhà cầm quyền Trung ương lên kịch bản xấu nhất trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Trong hai ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2014, nhà cầm quyền Trung ương Cộng sản Việt Nam đã họp định kỳ hàng tháng bằng hình thức trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang giao cho các bộ ngành công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý để Trung ương xem xét, cân nhắc thực hiện việc đấu tranh pháp lý theo luật quốc tế để kiện Trung Quốc về các chuyện Biển Đông, báo điện tử Vietnamnet đưa tin hôm Chủ nhật. Ông Nguyễn Văn Nên nêu ra ba tình huống ở những mức độ khác nhau. Về kinh tế, Việt Nam có tính đến các giải pháp ứng phó với Trung Quốc trong trường hợp có kịch bản xấu nhất xảy ra. Thứ nhất, Trung Quốc hạn chế ở biên giới. Tình huống thứ hai là có thể đóng cửa và cao hơn nữa là có thể rút tổng thầu. Ông Nên nêu ra các trường hợp giả định về phản ứng của Bắc Kinh khi Hà Nội nộp đơn kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc về nguyên liệu và phụ tùng để sản xuất phục vụ kỹ nghệ xuất cảng từ hàng dệt may cho đến đồ điện, điện tử. Thậm chí, hàng hóa tiêu dùng trong nước từ quần áo, máy móc đến củ khoai, củ tỏi, củ hành ở Việt Nam cũng bị sản phẩm Trung Quốc xâm nhập đến hang cùng ngõ hẻm, đánh bạc hàng nội địa. Phần lớn những dự án nhiệt điện và thủy điện của Việt Nam cùng với nhiều dự án cầu đường, xi măng đều do Trung Quốc thầu xây dựng. Chuyện kiện Trung Quốc đã được Hà Nội dạo đờn từ mấy tháng qua, nhưng có vẻ ngần ngại tiến hành vì mối quan hệ chằng chịt, đủ mặt giữa hai nước cộng sản anh em. Báo Tuổi Trẻ ngày thứ Ba, ngày 1 tháng 7 năm 2014 đưa tin, ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội là phải chuẩn bị mọi khả năng. Việt Nam mong chiến tranh không xảy ra và cố gắng làm cho nó đừng xảy ra. Hồi tuần trước, khi tiếp xúc với cử tri ở Sài Gòn, ông Trương Tấn Sang nói rằng phải giữ bằng được chủ quyền, dứt khoát không nhân nhượng. Nhiều chuyên viên về các vấn đề Biển Đông như ông Carl Thayer, Jonathan London đều cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc. Ngay như giáo sư luật Eric Franks, một thành viên của PCA cũng cho rằng Việt Nam nên kiện.